Số lượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tăng mạnh, trong khi chỉ tiêu tuyển của các trường trung học phổ thông có hạn. Cụ thể, Cần Thơ có khoảng 14.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, nhưng tổng chỉ tiêu tuyển chỉ khoảng 11.500 học sinh. Chính vì thế, việc học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở cũng là một lựa chọn khá phổ biến hiện nay. Học sinh vừa có thể lựa chọn cho mình nghề học vừa sức, vừa được miễn giảm học phí và đặc biệt là có nghề nghiệp sớm. Thay vì mất thêm 3 năm theo học phổ thông trung học, ngay từ khi học xong lớp 9, học sinh học hệ trung cấp sẽ gia nhập thị trường lao động sớm hơn. Ngoài ra các em vẫn có thể học nghề song song với học trung học phổ thông và vẫn có cơ hội học lên cao đẳng và đại học. Em quyết định chọn học nghề sớm là để có công ăn việc làm sớm để giúp gia đình. Chọn cái nghề nào đó mình thấy mình làm được, mình giỏi thì em sẽ đi theo nó. Em quyết định học nghề thì cha mẹ em cũng đắn đo không cho, tại vì chủ yếu học bên phổ thông học chữ nhiều hơn, nhưng mà em có giải thích là học nghề nó rút ngắn thời gian. Hiện tại thì em cũng có học song song văn hóa, trường cũng có tổ chức cho em học song song với văn hóa bên trường thường xuyên. Có thể sau này em có cơ hội thì sẽ liên thông lên cao đẳng và đại học. Tất cả các trường cao đẳng trung cấp ở thành phố Cần Thơ đều có tuyển sinh đối tượng học sinh trung học cơ sở. Như trường cao đẳng nghề Cần Thơ, năm nay tuyển 310 chỉ tiêu, dùng tuyển trên cả nước, cho 10 nghề trình độ trung cấp như kỹ thuật xây dựng, may thời trang, điện tử dân dụng, kế toán doanh nghiệp, tin học văn phòng, công nghệ ô tô, dân dân. Những thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học các nghề trung cấp của trường được miễn 100% học phí học chuyên môn, giảm 70% học phí đối với các nghề cắt gọt kim loại, hàn, kỹ thuật xây dựng. Nhà trường tạo điều kiện cho các em tham gia học chương trình bổ túc văn hóa lớp 10, 11, 12 tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, được liên thông lên các bậc học cao hơn. Đến thời điểm hiện nay thì em theo học cái chương trình vừa học nghề, vừa học trung học phổ thông song song thì em thấy nó là quyết định đúng. Cái lợi thế giữa học nghề và học trung học phổ thông song song nó sẽ rút ngắn được cái thời gian của mình. Sau khi mình tốt nghiệp xong trung học cơ sở là mình sẽ học luôn hai bên song song với nhau. Và tới trước năm 20 tuổi là các bạn sẽ có được bằng trung học phổ thông và bằng nghề. Hiện các trường đang đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2022. Việc mở rộng quy mô hình thức xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở không chỉ đáp ứng nhu cầu của người học mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách phân luồng theo quyết định số 522 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025.